Rồi nãy đi chạy nha anh em. Đó. Coi có cá gì. Ôi, được được, có lý hả? Chọn dính luôn. Có cà phê. Một đứa một hả? Một đứa bỏ vô gọng luôn. Vừa rồi. Ê, gớt gớt. Một con. Giữa xong luôn hả? Sao thấy? Ôi trời, tấm quá. Rồi tay trắng luôn. Ủa dính cái gì trắng trắng vậy? Rồi rớt ra luôn. Cá đói. Tiếp bên này luôn. Gán cho nó bung lên. Ghê hả? Thấy nó luôn hả? Đâu? Dính đâu? Dính dính, cá măng gỗ kìa. Đó. Măng gỗ phải không? Đem lên. Về cho chú nuôi. Rồi kiếm cá măng gỗ nha. Không thấy hả? Đó, có hắn kìa, nhỏ nhỏ kìa. Lên coi phải nó không? Phải măng gỗ nữa không? Đúng rồi, măng cá phi. Chứ không phải cá măng gỗ. Phi. Phi chứ đâu phải măng gỗ đâu. Chạy đi mang nha. Ồ, được, 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 có lý, có lý. Rồi, cá bự lắm rồi. Đó, bự quá rồi. Đó, 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 có con bự mà. Hai con bự. Hai con bự chản đó. Có. Bự lắm, có cá gì lạ nữa. Đỏ đỏ nữa. Hôm nay chạy dù nha anh em. Có không, có không? Có cái cục gì á. Có con. Hai con, ba con. Nhỏ hả? Nhỏ thả luôn nha anh em ơi. Kiếm con nào nửa ký, ba con ký nào bằng tay thì bắt. Nhỏ quá. Nhỏ quá thả luôn nha. Rồi đi xích tới coi. Hết rồi. Nó giật giật dữ không? Rồi hết cá phi rồi. Vì người ta chích điện hết rồi. Có rồi, cá nhỏ không. Cá không dính lưới nữa. Chép hả?